Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng ngày 8 tháng 8, một phụ nữ sinh năm 1956, ngụ phường An Hòa, đang đi bộ qua giao lộ quốc lộ 51 và ngã ba bến gỗ thì xảy ra va chạm với ô tô mang biển kiểm soát 43A74449 đang lưu thông theo hướng thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành. Lúc này, từ phía sau, một tài xế sinh năm 1983, quê Quảng Ngãi, Điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 51G89360 tông vào đuôi ô tô phía trước do xử lý không kịp và ô tô này lại bị xe đưa rước công nhân mang biển kiểm soát 60LD00054 tông mạnh vào đuôi xe. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ đi bộ tử vong tại chỗ, ba phương tiện bị hư hỏng nặng, giao thông bị ùn tắc.